Xin chào tất cả các bác và anh em. Hôm nay thì bên em tiếp tục lên một chương trình để thanh lý cho các bác một bộ dàn âm thanh gia đình. Đấy, có cả là bãi của JBL này, đẩy AV Pro, vang và mic BBS, súp, chọn bộ một bộ dàn rất là hay nhá. Đấy, bạn nào có nhu cầu lấy bộ cấu hình này thì vừa có giá thanh lý và vừa có quà tặng kèm và chương trình khuyến mại gửi đến cho tất cả các bác. Cái tổng giá trị của bộ dàn này là 19 triệu đồng, bao ship code toàn quốc và hỗ trợ tặng kèm đầy đủ dây jack kết nối. Bên cạnh đó thì bên em còn tặng kèm cho các bác một bộ mic không dây BBS K68 Pro, dòng mic không dây khá là hay. 19 triệu một bộ dàn, rất là rẻ thôi. Dòng loa bãi của JBL, hàng mới trên 90%, hàng cam kết bao zin, logo JBL phát sáng, dòng loa 3 đường tiếng, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke đều rất là tuyệt vời. Và đẩy công suất G8000 Pro của EB. Đấy, mẫu đẩy trưng bày tại cửa hàng. Sản phẩm này sản phẩm trưng bày nhá. Công suất lớn, công suất lên đến 1000W một kênh, đẩy 2 kênh. Đầy đủ chống chập chống cháy và báo nhiệt độ cũng như là báo thông số của đẩy cho các bác nhá. Đấy, có logo của EB này cũng như là tên model. Và vang cơ lai số K9825 Plus. Bản này thì đang có giá là 3.100.000 đồng. Và hôm nay thì giảm trực tiếp 100.000 đồng, còn 3 triệu. Và đẩy G8000 thanh lý cho các bác còn 5.500.000. Công suất 1000W kênh, đẩy công suất rất là lớn. Bộ mic tặng kèm BBS K68 Pro và súp điện lai hơi bắt 40 150 Pro, bản hot nhất của năm nay. Bản này thì đang được giảm giá từ 4.600.000 xuống còn 3.700.000 đồng, bao ship. Bản này thì chơi được cả điện cả hơi, công suất từ 1.000 đến 1.500W, công suất rất là lớn, bảo hành 2 năm và hỗ trợ bảo hành trọn đời. Một bộ dàn chưa đến 20 triệu, để các bác có thể tham khảo chơi Tết, thanh lý duy nhất một bộ thôi. Bởi vì cái bản G8000 Pro này thì hiện tại bên em đang còn duy nhất một con. Đấy, có báo đầy đủ thông số của volume này, rất là nhạy. Đấy, nhiệt độ của đẩy đây. Và có cả chống chập chống cháy cho các bác nhá. Rất là nhiều tính năng. Đấy, em bật con vang cơ này. Bật vang cơ lên số lên nào. Đấy, logo của EB Pro này, bản K9825 Plus. Bản này rất là hay. Bản này thì nó sẽ có 8 chế độ. 8 chế độ để các bác lựa chọn hát karaoke tại nhà. Đấy, rất là nhiều chế độ karaoke này các bác có thể lựa chọn. Đấy, nó là cơ lai số nên là các bác có thể chỉnh được cả cơ cả số. Chip xử lý DSP 48 bit. Đấy, công nghệ hiện đại và những phần chỉnh tô vít hai cạnh. Chỉnh tay cũng được mà các bác chỉnh máy tính cũng được nhá, chỉnh phần mềm cũng được. Có delay này, revert con này thì cực kỳ là hay. Ở này 3.1 triệu bao ship thì hôm nay giảm trong cái dàn này còn 3 triệu. Tặng kèm cho các bác bộ mic BBS. Sau này hát cũng rất là hay. Bắt mic nhạy, đấy, thu sóng tốt. Chống hú này, gia tốc rơi, cảm biến gần như là có đầy đủ rồi. Đấy, còn cặp loa của JBL thì cam kết là bao zin. Loa bass 30 thì công suất của nó thì khá là phù hợp để các bác chơi gia đình, phòng khoảng từ 30-35-40 m² đổ lại. Đấy, một bộ dàn hoàn chỉnh nhá. Bác nào có nhu cầu quan tâm đặt hàng thì liên hệ trực tiếp vào ngày qua Zalo hoặc số điện thoại 0967 345 155.